Xin chào các bạn, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn claim Metapixel Early Adopter NFT. Dự án này sẽ là một cái dự án bên mạng Aptos. Bạn nào mà chưa có ví bên mạng Aptos thì các bạn chuẩn bị cho mình cái ví Matian này, hoặc là cái ví Petra, hoặc là cái ví Ponten nhé. Ba cái ví này đều là mạng Aptos và các bạn có thể sử dụng chung một ví cũng được. Sàn nào mà nó chọn ví nào thì mình dùng ví đấy nhé. Ví dụ nó chọn cái ví Matian thì mình cũng là cái ví đấy, và cái này thì cũng ví đấy, và cái này cũng ví đấy luôn. Chúng ta login chung một ví thôi cũng được nha mọi người nhé, để mình khỏi lẫn lộn. Còn các bạn làm nhiều thì các bạn sẽ có cái phương án tiếp, tùy các bạn nhé. Đấy là phương án của các bạn. Còn ad thì ad dùng một ví thôi. Các bạn làm như sau: đầu tiên là các bạn sẽ ấn vào link ở bên dưới video, phần mô tả hoặc là phần hiển thị thêm, chuẩn bị cho mình một cái ví nhá. Vào đây thì chúng ta sẽ ấn vào connect. Ở đây thì nó sẽ cho chúng ta chọn là Ponten hoặc là Matian hoặc là các thứ này, Rai Wallet, thì chúng ta chọn là Ponten nhé. Còn quên cả mật khẩu luôn ấy. Rồi, ấn vào Godfin. Rồi, ok, vào đây thì chúng ta sử dụng cái ví này xem là có một ít cái áp tốc ở trong này không nhá. Chúng ta phải có một ít để chúng ta làm phí nhá. Ôi, con này mình vẫn còn 10 đô mà. Lại còn đi 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 stake ở đâu ấy. Đây nè, stake ở đâu còn một ít đây này. Nói chung là có mấy chục đô nhưng mà cứ không làm, nó quên luôn ấy. Và đây thì nó sẽ có một số nhiệm vụ ở bên dưới và chúng yêu cầu chúng ta phải làm nhé. Chúng ta vào join vào discount này, ấn vào accept. Rồi chúng ta ấn vào complete start verify. Connect là cái gì? Chưa hiểu con này là con gì. Sai. Thì nó sẽ làm lại. Nó sẽ ấy lại. Planet. Cái máy bay thì mình biết. Chưa xong thì đã verify tôi rồi giấy. Tí nữa lại bảo là chưa được. Ủa sao lâu vậy? Mọi người chờ ở đây nhé, thì chúng ta quay sang bên này là chúng ta sẽ sync up cái này Meta Pixel. Các bạn ấn vào sync in, click account, enter và email ở dưới thì các bạn đánh mật khẩu nhé. Các bạn tích vào ô này, ở đây các bạn ấn next. Lưu lại này. Ở đây thì chúng ta sẽ vào trong email để chúng ta xác minh. Đây nhé. Chúng ta ấn vào xác minh. Has been verified. Xong cái thì quay lại đây thì chúng ta mới ấn next nhé. Đây là tên này, ví dụ. Rồi Alibaba là ok. Rồi coi như cái này thì mình đã đăng ký xong này. Quay lại đây thì nó ghi là joiner là được rồi. Xin anh quick discount ở bên này xem là được chưa nào. Rồi ok. You are verified ở phần rule này. Select role thì mình cứ tích hết vào đây cho mình nhé. Đấy, kệ nó làm gì làm đi. Rồi bên này thì mình cứ ấn sign in. Chúng ta connect đến Discord của mình nhé. Mình đã theo rồi và connect rồi là ok. Claim early adopt role thì các bạn cứ ấn vào thôi.
Rồi, ok. Cái này thì chúng ta sẽ verify ở trên content nhé. Ta ấn vào sync connect thôi. Đấy, cái này xong rồi thì nó xanh hết là được nha mọi người. Ở dưới thì các bạn ấn flow Twitter cũng như là like và red trên lại Twitter. Bạn nào mà không được lỗi thì các bạn cứ F5 lại cho add nhé. Là được. Like retweet đơn ở đơn rồi đấy. Thế bên này được chưa nhỉ? Rồi hôm nay là bên này là được crew hết rồi nhé. First thì verify xong rồi này. Acronym GM xem là cái role của mình có hết chưa. Pixel Everping này, Pixel Everping Redropper đó. Tôi ấn cái kia rồi mà. Everping Mama rồi, cái này nữa nào. Tiếp tục hết chưa nhỉ? Shipping rồi, thử quay lại cái phần này xem nào. General chat này xem nào. Pixel chuyên server ping error dropper spec mama kéo được rồi ấy mọi người. Và đây thì chúng ta ấn vào claim nhé. Đấy, được rồi, đấy, phải làm được. Nó trừ có một ít thôi, có phải 007 gì đấy, APT thôi là được. Đấy, mới có khoảng 600-700 bạn claim được thôi. Chắc là các bạn làm còn bị mắc cái đoạn này nè. Đấy, cho nên là ad sẽ giới thiệu từ đầu chí cuối là làm, đấy, làm xong cái ở bên, chủ đề ở bên này, nó mắc ở bên này này. Chúng ta phải có cái đầy đủ cái role này. Đấy, đầy đủ cái role này là được. Ad thấy là thế. Lúc này ad cũng không claim được luôn, nhưng mà vào trong này làm xong thì lại thấy ok. Đấy thì chúng ta đã claim xong cái một cái gì nhỉ, Meta Pixel Early Dropper NFT. Thì chúng ta vào đây, mọi người ấn vào cái chỗ NFT. Đây. Ê, bên này có một cái này thôi. Đây này. Đấy, có con này rồi nhá. Còn lúc nào mà bán và giá cả thế nào thì ad sẽ đăng sau nhé mọi người nhá. Đấy, bây giờ nó đang trong thời gian làm thì các bạn có cái ACC nào thì mọi người làm đi nhá. Link ad sẽ để bên dưới video phần mô tả là phần hiển thị thêm cho các bạn cùng tham gia dự án này. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like cũng như là chia sẻ ủng hộ ad nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.